Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Thế giới hôm nay, ngày 28 tháng 10. Sau đây sẽ là những nội dung chính có trong chương trình lần này. Hôm qua 27 tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu quan trọng trong ngày cuối cùng của cuộc họp câu lạc bộ thảo luận quốc tế Vandai tại Moscow, và những điểm nhấn trong bài phát biểu này sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ngay phần đầu của chương trình. Cũng tại sự kiện thường niên tại Moscow vừa qua, Tổng thống Putin còn nêu quan điểm cho rằng xung đột Nga-Ukraine hiện nay thực chất là một cuộc nội chiến. Bên cạnh đó, ông chủ điện Kremlin còn có những phát ngôn mới về vũ khí hạt nhân tại phiên họp toàn thể của câu lạc bộ thảo luận quốc tế Vandai. Ngay sau đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng mô tả phát biểu này là nguy hiểm. Một số thông tin đáng chú ý về xung đột Nga-Ukraine. IAEA tiến hành xác minh sự tồn tại của bom bẩn ở Ukraine, theo lời đề nghị của chính quyền Kiev. Hàn Quốc tuyên bố sẽ không cung cấp vũ khí cho Ukraine sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo việc Seoul gửi vũ khí đến Kiev sẽ phá hủy mối quan hệ hai nước. Các tin tức nổi bật khác trên thế giới. Trung Quốc thể hiện sự ủng hộ kiên định với Nga trong bối cảnh Mỹ vừa công bố chiến lược mới, xem Bắc Kinh và Moscow là những thách thức lớn về an ninh. Nhật Bản sắp hoàn tất cuộc đàm phán mua tên lửa hành trình với Mỹ. Mối quan hệ Israel-Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đạt bước tiến mới khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel thăm Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ. Cơ quan dược phẩm châu Âu cảnh báo làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới. Một số quốc gia châu Âu trải qua mùa thu ấm áp bất thường, làm dấy lên lo ngại về việc hình thái thời tiết ở châu Âu đang dần thay đổi. Cổ động viên bóng đá Tây Ban Nha mất tích ở Iran. Tín đồ Hindu trầm mình dưới làn nước sông ô nhiễm trước lễ hội Thần Mặt Trời. Phần cuối chương trình, đến thăm bảo tàng thủ đô Tripoli của Libya, nơi vừa khai trương một cuộc triển lãm nghệ thuật đặc biệt về môi trường. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay. Kính thưa quý vị, hôm qua 27 tháng 10, cuộc họp của câu lạc bộ thảo luận quốc tế Vandai tại Moscow đã khép lại với bài phát biểu quan trọng của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông chủ điện Kremlin đã nói rằng thế giới đang bước vào một thập kỷ hỗn loạn khi việc theo đuổi một trật tự thế giới mới công bằng hơn phải đụng độ với quyền bá chủ của phương Tây. Theo người đứng đầu điện Kremlin, từ xung đột ở Ukraine, động thái ở eo biển Đài Loan đến việc gây bất ổn thị trường lương thực và năng lượng thế giới, Mỹ và các đồng minh đã làm leo thang căng thẳng trên toàn cầu trong những năm gần đây. Phương Tây muốn thống trị thế giới và không xem trọng lợi ích của các quốc gia khác. Mỹ và đồng minh luôn khẳng định văn hóa và quan điểm của họ phải được phổ cập rộng rãi trên toàn cầu, và họ muốn những giá trị của mình phải được chấp nhận vô điều kiện. Tuy nhiên, một số nước, đặc biệt là Trung Quốc, bắt đầu phát triển mạnh từ khi hội nhập với thế giới, thì phương Tây đã ngay lập tức thay đổi cách ứng xử với Bắc Kinh. Họ gần như quên lãng những nguyên tắc về thương mại tự do, kinh tế cởi mở, cạnh tranh công bằng và quyền tài sản. Nền dân chủ tự do mà phương Tây tự hào đã biến đổi khi họ có thể dán nhãn những quan điểm đối lập là tuyên truyền hay một mối đe dọa. Tổng thống Putin khẳng định rằng nước Nga là một nền văn minh độc lập và nguyên bản. Nga chưa bao giờ xem phương Tây là phe đối đầu, vì kể từ thời cổ đại, quốc gia này đã có mối liên hệ với phương Tây về các giá trị truyền thống của tôn giáo. Tuy nhiên, còn có một phương Tây hiếu chiến khác. Dù vậy, Nga vẫn không đối đầu. Quốc gia này chỉ đơn giản là muốn bảo vệ chủ quyền của mình. Đồng thời, nước Nga cũng không tìm kiếm một vị trí bá chủ nào đó. Ông Putin nói, chúng ta đang ở giai đoạn cột mốc lịch sử. Một thời kỳ có lẽ là nguy hiểm và khó lường nhất, đồng thời cũng là thập kỷ quan trọng kể từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc. Theo nhà lãnh đạo Nga, các cuộc xung đột hiện nay phát sinh từ sự xáo trộn đang đe dọa nhân loại, và giải quyết chúng chính là cách xây dựng lại thế giới. Không ai có thể đứng ngoài cơn bão sắp tới. Nhân loại phải cố gắng tìm ra giải pháp để làm cho thế giới an toàn và ổn định hơn. Trong một thế giới đa cực thực sự, bất kỳ quốc gia nào cũng đều có quyền lựa chọn con đường và hệ thống chính trị xã hội của mình. Ông Putin khẳng định, nước Nga tin rằng trật tự thế giới mới phải dựa trên luật pháp, công lý, tự do và công bằng. Và trật tự trong tương lai này đang được hình thành trước mắt chúng ta. Ngoài những điểm trọng tâm vừa được nêu, một phát biểu khác của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại phiên họp toàn thể của câu lạc bộ thảo luận quốc tế Vandai hôm 27 tháng 10 cũng được truyền thông chú ý. Cụ thể, ông chủ điện Kremlin cho rằng, xét về khía cạnh lịch sử, xung đột giữa Nga và Ukraine hiện nay có thể được coi là một cuộc nội chiến. Theo trang RT, Tổng thống Putin đã nói rằng, người Nga và Ukraine là một dân tộc.
nói chung một ngôn ngữ. Đó là sự thật lịch sử không thể chối cãi. Ông giải thích, nhà nước Nga đã nắm quyền lãnh thổ Ukraine ngày nay từ thế kỷ thứ 9 và sự khác biệt về ngôn ngữ chỉ xuất hiện vào thế kỷ 14 và 15 do sự can thiệp của Ba Lan. Khi được hỏi liệu xung đột hiện tại ở Ukraine có thể gọi là cuộc nội chiến không, ông chủ Điện Kremlin trả lời, có thể nói như vậy. Theo ông Putin, những người Bolshevik đã chuyển các phần đất của người Nga cho Ukraine, khi đó cũng là một phần của Nga mà không hỏi ý kiến của người dân. Những phần lãnh thổ này là toàn bộ vùng bờ biển đen của Ukraine ngày nay, cộng với vùng Donbass. Cuộc họp của câu lạc bộ thảo luận Vandai là một sự kiện quốc tế được tổ chức thường niên ở Nga từ năm 2004. Phiên họp năm nay diễn ra từ ngày 24 đến 27 tháng 10, có chủ đề Một thế giới hậu bá quyền, công bằng và an ninh cho tất cả, được chủ trì bởi ông Fyodor Lukiadov, giám đốc nghiên cứu của câu lạc bộ thảo luận quốc tế Vandai. Tại sự kiện, Tổng thống Putin đã gặp gỡ, chia sẻ quan điểm và thảo luận với hơn 100 chuyên gia, chính trị gia, nhà ngoại giao và nhà kinh tế từ hơn 40 quốc gia trên thế giới. Cũng tại phiên họp của câu lạc bộ thảo luận quốc tế Vandai 2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin còn khẳng định Moscow sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân mà chỉ đe dọa để đáp trả những lời cáo buộc từ các nhà lãnh đạo phương Tây. Ngay sau đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thể hiện sự hoài nghi với phát ngôn này của người đồng cấp Nga. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh News Nation, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói rằng nếu ông Putin không có ý định sử dụng vũ khí hạt nhân, thì tại sao vẫn tiếp tục nói về nó? Tại sao ông ấy cứ nói về khả năng sử dụng vũ khí chiến thuật? Ông Putin đề cập đến vấn đề này là rất nguy hiểm. Trong những ngày gần đây, Điện Kremlin đã nhiều lần nói rằng Moscow có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Phía phương Tây nhận định những lời đe dọa này đang ngầm tuyên bố rằng Nga sẽ làm mọi cách để bảo vệ những vùng mà ông Putin đã tuyên bố sáp nhập từ Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn trước đó trên CNN, người phát ngôn của Cơ quan An ninh Quốc gia Nhà Trắng, ông John Kirby khẳng định Nga có ý định sử dụng bom bẩn và đang đổ lỗi điều đó cho Ukraine. Ông Kirby nói, Moscow thường đổ lỗi cho một bên khác về những gì họ đang hoặc sắp làm. Đó là lý do tại sao Washington phải xem xét điều này một cách nghiêm túc. Chuyển sang các thông tin liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine. Trong phát biểu hôm qua 27 tháng 10, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã xác nhận về kế hoạch cử thanh tra đến hai địa điểm ở Ukraine theo yêu cầu của Kiev để xác minh bom bẩn có tồn tại hay không. Đây là một động thái thể hiện sự đáp trả của Ukraine đối với những lời cáo buộc từ Moscow cho rằng Kiev đang sử dụng loại vũ khí này. Sau cuộc họp kín với Hội đồng Bảo an, Tổng Giám đốc của IAEA, ông Rafael Mariano Grossi đã nói với các phóng viên rằng các đợt thanh tra đang được tiến hành. Động thái cử nhóm thanh tra đến Ukraine diễn ra sau khi một quan chức cấp cao của Liên bang Nga đã cáo buộc Kiev đã sản xuất một quả bom được tẩm vật liệu hạt nhân. Trước đó, hãng thông tấn nhà nước Nga RIA đã xác định những dấu hiệu cho thấy Ukraine có kế hoạch sử dụng bom bẩn có liên quan đến hai địa điểm là nhà máy làm dầu khoáng sản miền đông ở tỉnh Dnipropetrovsk và Viện Nghiên cứu Hạt nhân ở thủ đô Kiev. Ông Grossi cho biết các thanh tra viên sẽ đưa ra kết luận cuối cùng về việc này trong vài ngày sắp tới. Hôm 27 tháng 10, Mỹ và các đồng minh đã chỉ trích Moscow đang cố tình làm lãng phí thời gian của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và truyền bá những thông tin sai lệch khi cáo buộc Washington có liên quan đến chương trình sinh học quân sự ở Ukraine. Cùng ngày, một đồng minh thân cận của Mỹ ở khu vực Đông Bắc Á là Hàn Quốc cho biết nước này sẽ không cung cấp bất kỳ loại vũ khí sát thương nào cho Ukraine. Tuyên bố này được Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đưa ra sau khi người đồng cấp Nga Vladimir Putin nói rằng việc Seoul viện trợ quân sự cho Kiev sẽ phá hủy quan hệ song phương giữa hai nước. Các phóng viên đã yêu cầu nhà lãnh đạo Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bình luận về lời phát biểu của Tổng thống Putin. Ông Yoon cho biết, chúng tôi vẫn đoàn kết với cộng đồng quốc tế trong việc viện trợ nhân đạo và nỗ lực thúc đẩy hòa bình cho Ukraine. Tuy nhiên, Hàn Quốc sẽ không cung cấp bất kỳ loại vũ khí sát thương nào cho Ukraine vì việc này có liên quan đến vấn đề chủ quyền của chúng tôi. Hãng tin Reuters nhận định, một đồng minh thân cận với Mỹ như Hàn Quốc lại khẳng định không cung cấp viện trợ quân sự cho Kiev. Có thể là vì lý do vẫn đang hợp tác kinh tế với Nga, đồng thời muốn tránh mâu thuẫn để Moscow không tác động đến vấn đề Triều Tiên. Người đứng đầu Nhà Xanh nói thêm, chúng tôi muốn duy trì mối quan hệ hòa bình tốt đẹp với mọi quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Nga. Cùng chuyển sang các thông tin nổi bật khác trên thế giới.
Kính thưa quý vị, hôm 27 tháng 10, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Quốc vụ Viện kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Trong cuộc hội đàm, ông Vương cho biết Bắc Kinh luôn dành sự ủng hộ kiên định với Nga, cũng như mong muốn đẩy mạnh quan hệ hợp tác song phương với Moscow trên các lĩnh vực. Phát biểu này được đưa ra cùng thời điểm Lầu Năm Góc công bố chiến lược mới, trong đó xem Trung Quốc và Nga là những thách thức lớn nhất về an ninh. Theo Reuters, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã nói trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov hôm 27 tháng 10 rằng Bắc Kinh sẵn sàng làm sâu sắc hơn mối quan hệ với Nga ở mọi cấp độ và sẽ ngăn bất kỳ nỗ lực muốn chặn đà phát triển hợp tác giữa hai nước. Bên cạnh đó, ông Vương còn đề cập đến việc Trung Quốc tổ chức thành công Đại hội 20 và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi điện chúc mừng Tổng bí thư Tập Cận Bình tái cử nhiệm kỳ 3. Nhà ngoại giao hàng đầu của chính quyền Bắc Kinh mô tả điều này cho thấy sự ủng hộ lẫn nhau một cách kiên định cũng như sự tin tưởng dành cho nhau ở mức độ cao giữa hai nước. Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chúc mừng sự thành công của Đại hội 20 Đảng cầm quyền Trung Quốc. Ông đồng thời cũng chúc mừng ông Tập Cận Bình tiếp tục giữ chức vụ Tổng bí thư và thể hiện mong muốn của Nga về tăng cường quan hệ, đi sâu vào hợp tác đa phương với Trung Quốc trong nỗ lực củng cố nền hòa bình, ổn định tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và thế giới. Một thông tin đáng chú ý khác, tờ Nhật báo Yomiuri trích dẫn nguồn tin trong chính phủ Nhật Bản vừa cho biết, nước này đang trong giai đoạn đàm phán cuối cùng với Mỹ để mua tên lửa hành trình Tomahawk. Tomahawk là loại tên lửa hành trình tiên tiến của Mỹ với nhiều loại khác nhau. Chúng có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và được phóng đi từ các hệ thống trên mặt đất, chiến hạm hoặc tàu ngầm trên biển. Tomahawk có thể đánh trúng mục tiêu từ khoảng cách hơn 1.000 km. Điều này có nghĩa là nếu Nhật Bản sử dụng chúng thì có thể đưa các vùng của Trung Quốc và vùng viễn đông của Nga vào tầm bắn. Hiện nay, Tokyo được cho là đang nỗ lực tích trữ vũ khí nhiều nhất kể từ sau Thế chiến thứ hai. Lý do là vì Nhật Bản lo ngại Trung Quốc hiện đại hóa quân sự nhanh chóng và tăng cường hoạt động tại các vùng biển lân cận. Chánh văn phòng nội các Hirokazu Masuno cho biết, ông đã nghe giới truyền thông Nhật Bản đưa tin về thương vụ mua vũ khí này, nhưng ông từ chối bình luận chi tiết về sự việc. Ông Masuno chỉ nói rằng chính phủ đang xem xét khả năng quân sự của quốc gia, tuy nhiên vẫn chưa có thông tin cụ thể nào được quyết định. Tokyo gia tăng lo ngại về hoạt động quân sự của Trung Quốc tại những vùng biển và bầu trời xung quanh đảo Đài Loan và Nhật Bản. Vào tháng 8, Trung Quốc đã bắn tên lửa vào vùng biển cách Nhật Bản chưa đầy 160 km, trước chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Tại Đại hội Đảng 20 vừa qua, ông Tập Cận Bình cũng yêu cầu chính phủ nhanh chóng củng cố quân đội. Và cùng ngày, Ba Lan đã tiến hành dỡ bỏ 4 tượng đài tưởng niệm những người lính Hồng quân Liên Xô đã hy sinh trong Thế chiến thứ hai. Động thái diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Warsaw và Moscow xuống mức thấp kỷ lục do cuộc xung đột ở Ukraine. Theo Reuters, các đài tưởng niệm Hồng quân Liên Xô đã bị phá dỡ tại các thị trấn miền nam Ba Lan gồm Grubšovice, Bijina, Mokre và cuối cùng là Bobolice ở miền Bắc. Những di sản liên quan đến Thế chiến thứ hai đã trở thành một vấn đề gây tranh cãi sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở quốc gia láng giềng Ukraine. Không chỉ Ukraine, một số quốc gia khác như Ba Lan đang đẩy mạnh việc phá dỡ các di sản trên lãnh thổ của mình. Hôm 27 tháng 10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, đã lên án việc phá bỏ các tượng đài Hồng quân Liên Xô. Ông nói, rất nhiều công dân Liên Xô đã ngã xuống để giải phóng Ba Lan khỏi Đức Quốc xã. Ông Peskov nói thêm, những thông tin sai lệch về Liên Xô ở Ba Lan là một nỗ lực nhằm kích động lòng thù hận của thế hệ trẻ Ba Lan đối với Nga. Hôm qua 27 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz đã đáp chuyến bay xuống sân bay thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Bộ trưởng Quốc phòng Israel đến Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng hơn một thập kỷ qua. Reuters cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar. Trước đó, ông đã đến viếng ông Mustafa Kemal Atatürk, vị tổng thống đầu tiên của nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ. Chuyến thăm của Bộ trưởng Gantz diễn ra sau 5 tháng Tổng thống Israel Isaac Herzog thực hiện chuyến thăm đầu tiên của một người đứng đầu nhà nước Do Thái đến Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng 14 năm. Mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Israel ngày càng rạn nứt kể từ năm 2011, khi Ankara trục xuất đại sứ Israel sau khi nước này triển khai cuộc đột kích nhằm vào một con tàu viện trợ đến Gaza, khiến 9 công dân Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng.
Vừa qua, cơ quan dược phẩm châu Âu EMA đã cảnh báo về một làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới, qua đó kêu gọi công dân Liên minh châu Âu EU hãy tiêm chủng hoặc tiếp nhận các mũi vaccine ngừa COVID-19 tăng cường bổ sung ngay bây giờ. Thông tin được Reuters đăng tải. Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Amsterdam, Hà Lan, ông Marco Cavalleri, một quan chức hàng đầu của EMA về các mối đe dọa sức khỏe và chiến lược vaccine, nhấn mạnh, đại dịch COVID-19 hiện chưa kết thúc và chúng ta vẫn đang trong tình trạng khẩn cấp. Ông Cavalleri cho biết, BQ.1, biến thể phụ của chủng Omicron, đã được báo cáo ở 5 trong số 27 thành viên EU và nó có khả năng né tránh hệ miễn dịch tốt hơn. Theo vị quan chức EMA, BQ.1 và nhánh phụ của nó, BQ.1.1, sẽ trở thành chủng vượt trội ở châu Âu trong khoảng thời gian từ giữa tháng 11 đến đầu tháng 12. Kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát, châu Âu có tổng cộng hơn 233 triệu ca nhiễm và khoảng 1,93 triệu trường hợp tử vong do COVID-19. Không chỉ dịch bệnh, châu Âu cũng đang đối mặt với những hệ quả của biến đổi khí hậu. Vào hôm qua 27 tháng 10, Tây Ban Nha đã trải qua nền nhiệt cao bất thường khi nhiệt độ tại một số nơi vượt ngưỡng 30 độ C. Cơ quan khí tượng quốc gia Tây Ban Nha AEMET dự báo tháng 10 năm nay có thể là tháng 10 nóng nhất trong lịch sử nước này. Theo AEMET, ngoại trừ ngày 1 tháng 10, những ngày còn lại trong tháng 10 vừa qua đều có nhiệt độ cao hơn mức trung bình so với cùng kỳ các năm trước. Ghi nhận ở miền nam Tây Ban Nha, thành phố Morón de la Frontera có nhiệt độ 34,5 độ C, trong khi tại các thành phố khác như Córdoba hay Seville nên nhiệt độ đều trên 30 độ C. Xứ Basque phía Bắc, nơi có thời tiết mát mẻ và ít mưa hơn, nhiệt độ cũng dao động quanh 30 độ C, giống như mùa hè. Còn tại khu vực miền Trung và Đông Tây Ban Nha, nền nhiệt cũng cao hơn bình thường từ 5 đến 10 độ C. Cơ quan địa phương lo ngại rằng, thời tiết hiện nay sẽ làm bùng phát các đám cháy rừng tại nhiều nơi. Trong khi đó, một quốc gia châu Âu khác là nước Pháp cũng đang chứng kiến một mùa thu ấm áp bất thường và người dân nước này đã vô cùng thích thú, dành thời gian để tận hưởng ở các bãi biển và bể bơi. Khác với mọi năm, vùng biển Riviera của Pháp hiện đang được phủ kín người muốn tắm nắng và chơi đùa trên sóng biển. Cô Rosemarie Martini, một người dân địa phương cho biết, thông thường trời sẽ mát mẻ và có mưa vào cuối tháng 10, nhưng năm nay lại khác, rất đặc biệt. Tuy nhiên, các chuyên gia lại bày tỏ thái độ lo ngại đối với việc mô hình thời tiết ở Pháp cũng như khu vực Tây Âu đang dần thay đổi, khi nơi này trải qua một mùa thu ấm áp bất thường sau một mùa hè có nền nhiệt cao kỷ lục, tàn phá các vùng đất nông nghiệp và khiến sông ngòi cạn kiệt, cháy rừng hoành hành. Nhà dự báo thời tiết Frederic Nathan tại Meteo France cho biết, năm 2022 đã trở thành năm nóng kỷ lục, và đây là dấu hiệu điển hình của biến đổi khí hậu. Theo ông, những đợt nắng nóng liên tiếp thiêu đốt châu Âu vừa qua đã đặt ra các thách thức đối với ngành nông nghiệp, công nghiệp và sinh kế của người dân trên khắp lục địa già. Tiếp nối chương trình là các thông tin đáng chú ý về văn hóa xã hội. Thưa quý vị và các bạn, mới đây một cổ động viên bóng đá Tây Ban Nha trên đường đến Qatar tham dự kỳ World Cup 2022 vào cuối tháng 11 này đã mất tích ở Iran, nơi tình hình xã hội đang diễn biến phức tạp trong vài tuần qua. Thông tin được Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha xác nhận. Santiago Sanchez, 41 tuổi, được nhìn thấy lần cuối cùng vào ngày 1 tháng 10 khi anh gửi cho bạn bè bức ảnh chụp đang ở biên giới giữa Iraq và Iran với lời nhắn đang nhập cảnh vào Iran. Miguel Berardo, người bạn thân từng cùng Sanchez du lịch, cho biết không còn nghe bất cứ thông tin gì về anh kể từ bức ảnh chụp ở biên giới. Anh ấy nói mình sắp được đóng dấu và nhập cảnh. Santi là người điềm tĩnh, có kinh nghiệm và tôn trọng luật lệ, văn hóa. Anh ấy thậm chí đã từng đến Iran. Chúng tôi đang cố bình tĩnh suy nghĩ cách mọi thứ đã diễn ra. Cảnh sát Tây Ban Nha đã tiến hành lấy các dấu vết sinh học của Sanchez để mở cuộc điều tra, trong khi Đại sứ quán Tây Ban Nha ở Tehran cũng tìm cách tiếp cận các thông tin liên quan đến người mất tích. Vào tháng trước, Sanchez từng trả lời phỏng vấn với Reuters sau chuyến đi từ châu Âu sang Thổ Nhĩ Kỳ và dừng chân tại Kurdistan thuộc Iraq. Hào hứng vì sắp được sát cánh cùng đội tuyển Tây Ban Nha tại World Cup. Iran đang đối mặt với làn sóng biểu tình lớn sau cái chết của Mahsa Amini, một phụ nữ người Iran, trước đó bị cảnh sát địa phương bắt vì vi phạm quy định về trang phục. Ở Ấn Độ, vài ngày qua, nhiều người dân nước này đã đổ về thủ đô New Delhi để chìm mình vào làn nước của sông Yamuna, bất chấp con sông này đang bị ô nhiễm nghiêm trọng.
bởi đây là nghi thức truyền thống trước thềm lễ hội Chaitra, hay còn gọi là lễ tôn vinh thần mặt trời của các tín đồ theo đạo Hindu. Tôi đã tắm ở đây 4 ngày qua và tôi cảm thấy ngứa, nhưng tôi có thể làm gì bây giờ chứ? Chúng tôi phải đến đây để thực hiện các nghi thức cho lễ tôn vinh thần mặt trời và chúng tôi phải tắm ở dòng sông linh thiêng này trong 10 ngày. Bọt trắng độc hại phủ đầy mặt sông Yamuna tại thủ đô New Delhi và tồn tại suốt vài năm qua. Các chuyên gia cho rằng đây là hệ quả của việc xả không kiểm soát nước thải chưa qua xử lý xuống sông. Không chỉ vậy, New Delhi và thành phố Ghaziabad lân cận còn đang bị bao phủ trong sương mù dày đặc khi chất lượng không khí giảm xuống mức rất thấp, đe dọa đến sức khỏe của người dân. New Delhi vốn được biết đến là thủ đô ô nhiễm nhất thế giới và chất lượng không khí tại đây đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn khi chuẩn bị vào đông. Thời điểm bụi bẩn, khí thải và khói từ việc đốt cây sẽ bị giữ lại lâu hơn trong môi trường không khí lạnh, làm nồng độ ô nhiễm tăng cao. Phần cuối chương trình hãy cùng với chúng tôi đến bảo tàng thủ đô Tripoli của Libya, nơi trước đây từng là cung điện nhà vua và vừa khai trương một cuộc triển lãm trưng bày những sản phẩm tái chế hoặc làm từ vật liệu bền vững để truyền đi thông điệp về bảo vệ môi trường. Những hình ảnh này cũng là lời kết của chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Trải rộng trên mặt bằng rộng 150m², cuộc triển lãm 3T tiết kiệm, tái chế, tái sử dụng đã giới thiệu các sản phẩm làm từ vật liệu tái chế và các sản phẩm công nghệ bền vững xuất xứ từ Italia. Cuộc triển lãm này đã từng được tổ chức ở Hoa Kỳ, Canada và các nước châu Âu và Trung Đông, trước khi dừng chân tại Libya để truyền cảm hứng cho người dân quốc gia Bắc Phi về những hành động thiết thực nhằm bảo vệ môi trường. Tôi khuyên các bạn trẻ hãy cố gắng dành thời gian tham gia buổi triển lãm này. Họ sẽ tìm thấy những sáng kiến và giải pháp để tái chế rác thải khó phân hủy. Nó thậm chí có thể mở ra cơ hội việc làm cho nhiều người trong tương lai. Triển lãm là dự án do Bộ Ngoại giao Italia phối hợp với Cục Cổ vật Libya tổ chức, mở cửa từ hôm nay cho khách tham quan.